Trước thềm năm mới Quý Mão, chùa Bái Đính vừa tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh đang chăm sóc và nuôi dưỡng 88 đối tượng là trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn. Dịp này, đoàn đã trao tặng 88 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng, thể hiện sự chung tay, đồng hành của Phật giáo cùng cộng đồng chăm lo, nâng đỡ những người yếu thế, góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội. Chúc các cụ già và em nhỏ đón năm mới trong mái nhà chung, tràn đầy ấm áp, yêu thương.